chào quý vị và các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi đi test thử một cái máy xúc Komatsu PC200-6E các bạn ạ. Đang test thử một con quái thú này ở một cái bãi đất trống, một cái chân đồi toàn gạch và đá đây các bạn ơi. Một con đến từ cái hãng của Komatsu PC200-6. Đây là một dòng máy thì được nhiều người dùng, nhiều người săn đón hơn. Các dòng từ 7 thì người ta không săn đón nhiều bằng cái dòng từ 6 này. Đây là một con máy mình đang xem ở một cái địa điểm khá lý tưởng, có một cái bãi đất trống để cho mình có thể tha hồ thực rồi. Anh em đội thợ đang test máy để kiểm tra động tác này, kiểm tra các thao tác xem có đều không này, máy móc có khỏe không này. Đấy, rất là nhiều cái cần kiểm tra. Leo test thử khả năng leo dốc này. Con siêu phẩm, con Komatsu. Anh chàng này có một quả tháo lắp nhanh luôn. Đấy, rất là dễ cho anh em trong trường hợp là mình gắn búa để lạc, để đục này. Đây là cái nền đất có đá này. Nền đất đá này rất là cứng. Nên là hầu như người ta hay dùng con máy 200 này để đi làm. Đoán đất đá không? Đoán đá không? Đồi đá này. Những cái loại tảng đá lớn, quá lớn luôn. Hơi đuối rồi. Bản đầy đủ tháo lắp nhanh, gầu đã được táp những cái miếng sắt ở ngoài để chống mòn gầu. Theo thông tin mình tìm hiểu thì con Komatsu PC200 này được một ông chủ đang giao giá hình như là hơn 600 triệu đồng, gần 700 triệu. Đấy, một con máy đã qua sử dụng. Đã ở mức ga nhỏ này.
cái nhỏ này. Test trực tiếp vào một cái bãi đất trống này, rất là dễ kiểm tra được máy. Test đầy đủ các thể loại, ga to, ga lớn, ga nhỏ. Đấy, đang sau khi test thử mức ga nhỏ nhỏ xong, bác Tài đã test thử với một mức ga khá lớn. Với mức ga này thì máy móc sẽ làm nhanh hơn này. Khu vực đồi núi này thì người ta thường sử dụng máy 200, 300, 400 nhiều để xúc đất đá lưu tô này, khai thác như này toàn sử dụng máy to thôi. Vậy bác lái của chúng ta đã hoàn thành cái bài test thử máy, bây giờ thử kiểm tra xung quanh máy móc xem có cái gì không. Rồi, video của mình ngày hôm nay test thử máy xúc Komatsu PC 200-6 xin phép kết thúc ở đây. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người các video lần tiếp theo.